Đừng tháng như có 5 triệu mà em du lịch ở sang châu Âu. Đừng tháng như có 5 triệu mà em mua hẳn một căn nhà lầu. Đừng tháng như có 5 triệu đồng heo em đây không thiếu. Đừng tháng như có 5 triệu mà là em cởi tất cả bao nhiêu. Hôm qua em đi vô bar mà ngồi cùng bạn chị hút xì xà. Ông ấy chỉ là đại gia mà gửi tặng em bài cọc đố là. Tuân thủ cuộc sống giao hòa mà mở party ở trong villa. Vui thôi không cần phải nghĩ mà tiền các thầy ở trong hoa liền. Ăn chơi sáng bay chiều nhảy mà đã vào bar thì phải ra bậy. Check in ở phương kỳ tây mà vài ba câu để up lên pay. Lao động chính là quang vinh mà là cái sân phải biết đưa đẩy. Mà khi ăn bay phải là bậc thầy mà uống không say năm nay không gãy. Thứ em thích là OD, tụi em mang phải là LV. Xe em đi có hiệu Bentley mà dạy em mang có tên Gucci. Em thích du lịch sang Mỹ mà ngồi nhâm nhi ly trà Cali. Mà đến với em tất cả tinh phí triết lý như một cuộc thi. Tiết kiệm phải biết dùng chiêu mà gửi đại gia mua giùm đồ hiệu. Đêm nay hai ta gặp nhau mà hai ba ly nào ta cũng chiêu nè. Đương lẹo là môn năng khiếu mới tung si kêu. Em phải dùng chiêu dùng biến thật vào trong cơn phiêu. Khấu trời cái phần em phiêu. Tôi sẽ thích được làm em thật là gái ngoan từng bị dụ dỗ. Mình luôn kháng khổ đúng người đúng chỗ. Mình lúc cái chèn cái mặt hiền khô à. Ba câu em đi nghe xấu cần mở sổ cần vài nghìn đô. Tin là em gãy vai chụp số mà cố gắng này coi như gãy cổ. Có tiền thì được làm tiếc thường xin lương tiền thành tiếc. Và được chơi nó khơi đơn giản mà chỉ cần anh có tiền là thắng. Không cần lời nói câu sáng khôn ngoan bị anh làm nhóm. Mà khi không có tiền trong tay điểm thì si ra tổng tám à. Đừng tháng như có 5 triệu mà em du lịch ở sang châu Âu. Đừng tháng như có 5 triệu mà em mua hẳn một căn nhà lầu. Đừng tháng như có 5 triệu đồng heo em đây không thiếu. Đừng tháng như có 5 triệu mà là em cởi tất cả bao triệu à. Chụp ảnh như phố Dubai sánh bài cùng các anh tài. Đừng thấy là mướn 5 triệu mà mua đồ hiệu tăng đến Dubai. Các kỹ sư của ngành đầu thai dùng tiền tạo nên thằng thái. Mà còn em là thân phận con gái mà dạy các anh là cách đầu thai. Say hi để cùng các anh mà để có tiền mua son và phấn. Đồ hiệu khi vừa mới ra mà chỉ có việc đi săn và đón. Chỉ cần than thở dài câu hàng hôm qua làm sao nhóm tới. Mà thì lập tức sẽ có đại gia mà cho sĩ liên vị thiên đấy đóng. Tụi em thích là Fendi, áo em mặc là Burberry. Nếu hoa em là Versace mà em đã mời làm bố khí này. Lên mạng nói chuyện đạo lý mà khoe có nhà nằm ở city. Đủ được với anh công tử mà đem má ly lên mạng thị thị. Thì buổi làm ăn khó khăn em chuyên luôn bán hàng đa cấp. Mặt hàng của em kinh doanh mà rẻ hơn thị trường gấp 3. Bài bà hôm trở thành tỷ phú mà chịu chắc con đường khởi nghiệp. Đọc trước sinh ra chỗ kia mà bài hôm sau đang gọi điệp ơi. Ông hàng ngập đắng lúc cay mà còn chuyện câu cãi xa bay. Để công sức mấy em bỏ ra mà chỉ ngồi không được hơn mấy ba. Không có làm mà đòi có ăn mà thì ăn mức ăn mùi nhùi. Đám tâm lý mấy em mới lớn mà tin đây chỉ để đen thui lùi. Đạo lý làm người của em mà có đính kèm con tem ba số. Giảng dạy cách sống chân lý mà tính phí phong bì đủ đó. Sở hữu đồ áo cô mô cầm đồ nhảy số ghi sổ. Làm thùng rộng phải biết kêu to mà tiền cả kho chắc đầy đồ Mỹ. Đừng tháng như có 5 triệu mà em du lịch ở sang châu Âu. Đừng tháng như có 5 triệu mà em mua hẳn một căn nhà lầu. Đừng tháng như có 5 triệu đồ heo em đây không thiếu. Đừng tháng như có 5 triệu mà là em cải tất